Sáng ngày 3 tháng 7, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điểm cầu huyện Ngọc Lặc, huyện đoàn đã tổ chức cho các đồng chí cán bộ đoàn viên tham gia hội nghị trực tuyến tại trung tâm viễn thông của huyện. Tại hội nghị trực tuyến lần này, đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên đã được nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày các nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thông qua đó nêu bật những bài học chính trị đạo đức quan trọng trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, những tình cảm mong muốn của Bác Hồ đối với thanh niên, nhất là những nội dung về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nhằm góp phần bồi dưỡng lý luận cách mạng cho đoàn viên thanh thiếu nhi, đặc biệt là những thế hệ trẻ của quê hương Thanh Hóa. Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh đoàn Thanh Hóa trong việc cụ thể hóa triển khai thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị.